Xin chào các bạn, ở trong video này chúng ta sẽ đến một cái plugin, đó chính là SL Fusion Transformer. Mình cũng chẳng biết là đã Transformer hay là gì đấy. Nói chung là nghe cũng giống khá giống một bộ phim về mấy con robot đấy. Nhưng mà trong này không có robot nào cả. Ok, và bây giờ chúng ta vào video. Và như mọi người biết, đó chính là hãng Solid State SL là một trong những hãng khá nổi tiếng về sản xuất bàn mixer console. Ngoài ra họ cũng sản xuất một số các hardware khác. Một trong những bộ hardware khá nổi tiếng đó chính là bộ Fusion, bao gồm rất các bộ liên quan đến việc tăng cường âm thanh, ví dụ như là mở rộng trường âm thanh, rồi thêm saturation, thêm này đó, thêm gai vào. Và tất nhiên trong video này thì chúng ta sẽ có một cái mạch biến áp, mạch transform dùng để tăng cường mức độ âm thanh ở trong cái cục đấy á, và người ta tái tạo cái cục đấy, tức là tái tạo cái việc tăng biến áp đó. Thì thực tế thì đối với ngành kỹ thuật âm thanh như kiểu là sử dụng plugin như mình mà nói, thì cái việc tăng biến độ âm thanh này thật ra là nó chỉ là kiểu thêm biến dạng saturation, làm cho âm thanh nghe trở lên kiểu mạnh mẽ, kiểu giống như kiểu bị điện giật. Như chúng ta biết là biến dạng saturation thì nó rất nhiều kiểu, như exciter chẳng hạn, hoặc là thêm nhiều phần trầm giống như kiểu thêm tube chẳng hạn, hoặc là thêm nhiều cái khác. Thì trong đó thì có cái mạch gọi là cái cuốn dây đồng quanh cái lõi thép ấy đấy, để tăng cái điện trở của nó lên, tăng cái điện áp của nó lên ấy đó. Thì ngày xưa anh em đi học là cấp 3, anh em nhớ rồi, anh em cũng nhớ cái đấy đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái plugin đó. Và đây chính là cái plugin Fusion Transformer. Và bạn thể nhìn thấy cái hình logo đây, đúng là cái hình kiểu máy biến, cái cục biến áp đó. Và kiểu dây đồng cuốn quanh quanh trong kiểu hai lõi thị trường các bạn. Đấy, bạn nào học điện thì bạn biết. Thì mục đích của nó là tăng cường biến áp lên. Nhưng mà kèm theo việc tăng cường biến áp, nó làm cho âm thanh nghe trở lên rõ ràng và tinh tế hơn. Rõ ràng và tinh tế hơn. Nó khác hoàn toàn với việc các bạn sử dụng tube. Các bạn sử dụng tube, các bạn sẽ khiến âm thanh kiểu nghe trở nên dày hơn và đều đặn hơn. Cái này thì rõ ràng và tinh tế hơn. Và nó là mạch biến áp nên nó cũng khá là hay. Rồi cái giao diện của nó rất là đơn giản, đó chính là các bạn có input output để các bạn kiểm soát đầu vào đầu ra. Các bạn có bật tắt cái mạch biến áp này. Ok. Và bạn có input output đây, đồng hồ đây là đồng hồ kiểu mức độ biến độ tác động ấy, 0 đến 100% tác động. Cái mau là chính đi, cái mau đấy là cái lượng tác động của nó. Giả dụ như là bây giờ chúng ta sẽ tác động mau trước, cái này công cụ đơn giản thôi, bạn chỉ cần điều chỉnh mau và size thôi. Thì mau trước nhé. Cái này đòi hỏi các bạn phải nghe cực kỳ kỹ cơ, tại vì nó sẽ làm nó chỉ saturation thôi, là nó sẽ, các bạn sẽ nghe thấy tất cả các nhạc cụ như kiểu guitar rồi tất cả những phần cao nó được kiểu đẩy lên rất là sạch sẽ, rõ ràng, nó không bị chìm nữa đó. Cái này nghe hơi bị khó nhá, các bạn phải cố gắng nghe. Cái này thì nó cũng giống như kiểu một cái sử dụng tube thôi. Tube thì chúng ta biết rằng là khi tube bóng đèn, khi biến dạng tube bóng đèn thì nó kiểu biến dạng, tức là điện áp nó càng lớn thì biến dạng nó càng nhiều đúng không ạ? Và cái tube nó khiến cho âm thanh của chúng ta, khi chúng ta mỗi lần hát to hơn thì nó sẽ kiểu... Thì cái này nó cũng như thế, khi âm thanh các bạn hãy nhìn thấy cái kim đồng hồ nó lẩy càng cao, tức là cái điện áp nó đi vào càng lớn, cái amplitude nó càng lớn, cái điện áp nó càng lớn thì nó làm cho âm thanh kiểu... sáng rực hơn, biến dạng nhiều hơn. Và chúng ta có thể tùy chỉnh cái điều đó ở đây. Tuy nhiên là khi chúng ta lên các phần âm thanh cao như thế thì nó sẽ kiểu bị đảo phây, hoặc là những cái vấn đề liên quan đến pha. Thì ở đây có cái lượng tác động về khử xử lý cái vấn đề phây đấy. Và bạn này nghe thấy cái lượng tác động phần cao ấy, như mình nói là nó sẽ nhấn vào phần cao nhiều, và bạn hay nghe thấy phần cao nó rất là rõ đúng không ạ? Nhưng mà đôi khi nó làm cái âm thanh của mình nó bị loãng và hơi bị khó chịu. Vì thế chúng ta sẽ đẩy cái lượng ở đây. Bạn sẽ thấy là âm thanh nó sẽ có một chút xử lý ở phần cao, nó nhẹ nhàng hơn. Bạn thấy phần cao rõ ràng không? Tách biệt trái phải rõ ràng.
Bạn thấy tất cả mọi thứ ở trên cao nó rất là sạch lánh keng, và đây chính là đặc điểm của những con Fusion. Nói chung là dòng SL nó luôn luôn cho mình một cái thứ rất là mình thích, đó chính là nó khi bạn thấy nó tăng lên đúng không, nhưng mà nó chỉ sạch hơn thôi, và nó rất là dịu, nó không bị gắt giống như các công cụ khác. Vì thế SL là một trong cái công cụ mà mình cảm thấy wow, quá tuyệt vời trong quá trình chúng ta sử dụng burst và mastering, bởi vì nó cho cái sự mềm mại rất là tốt. Có một số người sẽ thích kiểu gắt, nhưng mà về cơ bản thì bản mic của mình hay mic kiểu nó gắt gắt lên, vì thế mình rất thích cái kiểu master burst, mình dùng cái công cụ mềm. Còn nếu mà như các bạn mà đối với những người mà kiểu bình thường mình thấy mọi người hay kiểu mic nó mềm ấy, thì thường thường mọi người sẽ sử dụng cái công cụ kiểu tác động mạnh để họ kiểu đưa cái đầu cuối cùng nó mạnh hơn, mẽ hơn. Còn đối với mình hay kiểu mic nhạc kiểu mạnh mẽ, các bạn thể nghe thấy là nhạc pop, nhưng mà mọi thứ nghe thì rất là rõ ràng và kiểu kịch liệt. Vì thế mình rất thích những cái con như kiểu này để làm mọi thứ nó dịu đi. Đó, nó dịu đi. Đó, nên là mình rất thích cái dòng SL. Nói chung là SL là một những dòng mà rất phù hợp với cái tác động của mình, bởi vì nó làm mọi thứ trở nên dịu đi. Và ở đây nó có chế độ là low pass extend, tức là như nào nhỉ? Nó là một cái bộ lọc low pass để cái phần tần số chúng ta nhấn vào ấy nó bớt đi. Đó. Bạn có thể nghe thấy là nó sẽ low pass mà, nên là nó sẽ dịu đi những cái phần tần số cao một chút, và phần trầm các bạn có nghe thấy nó ổn định hơn rất nhiều khi chúng ta tăng lên. Đó là cái công cụ gọi là transformer, nghe giống như kiểu robot biến hình, nhưng mà không phải robot biến hình. Nó chỉ là cái điện áp thôi, biến áp thôi. Và đây chính là công cụ biến áp của nó, và bạn phải bật tắt nó đi. Và mình phải bật tắt đây, các bạn nghe thấy âm thanh nó khá có một độ noise rất định. Và đây chính là độ noise đến từ Alok. Với các bạn mình cảm thấy khá là ok khi mình sử dụng công cụ này. Khá là tuyệt vời, khá là hay. Thì nếu các bạn thích, các bạn có thể download về dùng thử trước khi các bạn xài. Các bạn có thể thấy là cái lượng tác động của nó khá là nhẹ nhàng. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ like, share, subscribe kênh mình để xem nhiều clip nhé. Bye bye.